Ồ oh, bữa giờ chưa chết Diên Khánh ha. Qua Diên Khánh liền. Đây là bản tới 2030 của Diên Khánh, Khánh Hòa. Đứa nào nói dùng quê đâu? 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 Thủ cư quá trời luôn. Coi màu hồng nè. Đứa nào nói miền quê đâu? Đâu? Diên Khánh này nó được ăn một cái cửa biển. À cửa biển đi ra từ Diên Khánh đi ra thành phố Nha Trang nè, ra đây nè, đó. Đó, thì nó đi vô nè. Ồ đi xuyên suốt luôn, dọc luôn. Đó. Dọc theo Diên Khánh luôn. Mà xung quanh cái cửa biển này ha Cái dân cư tập trung thì bao đông rồi Trời ơi cực kỳ đông luôn Quá trời khu dân cư nè Ở ờ, màu hồng quá trời luôn Trời trên đây nữa Dọc theo khu dân cư là quốc lộ 27C Đó 27C Có cả đường sắt nữa nè Đường sắt tốc độ cao à, Tốc độ cao chứ không phải tốc độ chậm nha Ngoài ra còn có đường cao tốc nè Đường bộ cao tốc Bắc Nam Ồ oh, đi lên đi ngang Duyên Khánh Đó đường cao tốc nè Nãy giờ mình thấy thì chỉ có một cái cụm khu công nghiệp công nghệ cao thì mình thấy Duyên Khánh là chưa phát triển khu công nghiệp hình như là chủ yếu phát triển dịch vụ du lịch hay sao á mà nói thì cũng đúng ngay chỗ cái cửa biển đi ngang nè ồ quá trời đẹp luôn không phát triển du lịch thì hơi uổng